Thưa quý vị, giáo sứ Bùi Ngọa thắp nến cầu nguyện cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Khoảng 1.500 giáo dân thuộc giáo sứ Bùi Ngọa ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vào tối thứ ba đã thắp nến cầu nguyện cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, nơi chính quê hương của ông. Linh mục JB Nguyễn Đình Thục đã dân thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho anh Hoàng Đức Bình. Mở đầu thánh lễ, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục nói rằng Hoàng Đức Bình không chỉ là ân nhân của bà con ngư dân giáo xứ Sông Ngọc, mà còn là ân nhân của cả dân tộc Việt Nam. Theo Linh Mục, thì giáo xứ Bùi Ngọa rất tự hào vì đã có một người con ưu tú, trưởng thành, quyết dấn thân cho công lý và tự do của con người. Sau thánh lễ, Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục và Linh Mục Giuse Phan Văn Danh cùng các giáo dân thắp nến cầu nguyện cho công lý, hòa bình, sự thật và cầu nguyện cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình được bình an. Vào buổi chiều cùng ngày, Linh Mục Nguyễn Đình Thục và một số người dân tại xứ Sông Ngọc đã đến tư gia nhà hoạt động Hoàng Đức Bình để thăm hỏi và động viên người thân của anh. Như đài SBTN đã đưa tin, vào sáng thứ Hai vừa qua, công an tỉnh Nghệ An đã bắt cóc nhà hoạt động Hoàng Đức Bình tại khu vực Đền Quân ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, khoảng 10.000 giáo dân ở các giáo xứ lân cận đã kéo ra đường phản đối việc nhà cầm quyền bắt người trái phép bắt người trái pháp luật và đồng hành cùng Linh Mục Nguyễn Đình Thục đến trụ sở công an để đòi người.